À, vâng, em chào tất cả mọi người đang có mặt ở trường quay và khán giả đang xem truyền hình. Thì em tên là Kim Ngân, em là em gái ruột của anh Tùng ạ. Wow, thì gia đình em là có mấy anh chị em hả Ngân? À, gia đình em có hai anh em thôi ạ. Thế anh hỏi nhỏ, hôm nay anh Tùng đến với chương trình Hãy Yêu Nhau Đi, bố mẹ có biết không em? Dạ có ạ, nhiều người biết lắm anh ạ. Nhiều người biết luôn à? Thì là những ai em nói cho anh nghe, bố mẹ này, bác hàng xóm này, bác tổ trưởng dân phố này. Không ạ. Họ hàng gia đình thì ít người biết nhưng mà bạn bè thì cũng nhiều. Có nghĩa là bạn bè của anh Tùng là biết hết. Không, mà ai ai thân mới biết chứ ạ. À, thế bạn bè của em có biết không? Bạn bè của em cũng có mấy người ạ. Thế là anh hiểu em là người kín đáo như thế nào rồi. Anh Tùng ở nhà là một người như thế nào? Trước hết là một người anh đã. Vâng, anh Tùng ở nhà đối với em thì rất là chiều em. Giúp được cái gì là giúp em hết luôn ấy. Rồi bố mẹ các thứ nói chung là không câu nệ gì hết, giúp đỡ hết mọi người. Nói chung là tốt bụng anh ạ. Tốt Phải bụng đi à? Cái câu đấy là câu đắt đấy. Theo góc nhìn của em, anh Tùng là một người con như thế nào? Một người con gọi phải gọi là sống tình cảm và vô cùng hiếu thảo. Thế à? Nào, lấy một ví dụ cho anh xem. Anh em thì khá là thân với mẹ này. Kiểu như là ví dụ như hôm đấy mà mẹ bị đau chân hay là gì đấy chẳng hạn, thì anh Tùng sẽ kiểu bảo em là hôm nay mẹ mệt đấy thì hai anh em chủ động lên nấu cơm đi này, mình sẽ làm món này món kia này. Buổi đêm bà em có gì cần gọi ấy, thì bà em sẽ bấm chuông, thì mà mỗi khi bấm chuông thì kiểu cả nhà sẽ đều nghe thấy ấy, thì mẹ em sẽ bị thức giấc. Hôm nay mẹ em mệt thì anh Tùng sẽ bảo em là hôm nay Ngân ngủ cạnh bà thì Ngân bao giờ bà gọi thì Ngân dậy cất chuông của bà đi, đừng để bà bấm chuông, không là mẹ tỉnh giấc là mẹ lại mệt đó, kiểu thế. Có nghĩa là rất là chu đáo, quan tâm tới những người xung quanh. Vậy thì với góc nhìn là một người phụ nữ, em thấy anh trai của em có cái sức hút gì, có cái điều gì để cuốn hút những bạn gái nào? Em thấy là em cũng rất là sẵn sàng gọi là giới thiệu anh em cho các bạn, nhưng mà các bạn em thì cũng hơi hơi trẻ ấy. Nên là đấy, lý do là em muốn là bởi vì em thấy anh em rất là kiểu đối với cả trong chuyện tình cảm thì lúc nào cũng nghĩ cho người kia nhá, thì giống như là đối với tất cả mọi người khác nhá, rồi là tâm lý này, rồi là khéo tay này, rồi chụp ảnh đẹp nữa. Em thấy là kiểu trong một mối quan hệ yêu đương mà người con trai ấy mà biết chụp ảnh đẹp là các chị rất là ưng chưa còn gì nữa phục vụ cho cái việc sống ảo. Bây giờ đến lượt là Thu, em có câu gì muốn hỏi Ngân không về Tùng? ngày bé đến lớn thì điều gì khiến cho em cảm thấy khó chịu nhất với anh Tùng, đau lòng nhất ấy, kiểu thế? Ôi chị hỏi khó nha. Để em nghĩ xem, bởi vì là kiểu kiểu cũng cũng rất là hòa hợp ý. Ví dụ như cãi nhau như là anh ấy đang xào một cái gì đấy, xong em sẽ bảo là đây anh xào mạnh lên, hoặc là anh đánh hai cái chảo đi đấy chẳng hạn, thế thì anh ấy sẽ bảo là em đừng chỉ đạo nữa, em đi mà làm đi đấy, kiểu thế. Thì hai anh em sẽ chỉ cãi nhau những cái nhỏ nhỏ đấy thôi. Đấy thì em thấy là có thể là hay dỗi, là Hay dỗi à? Tốt. dỗi chơi dỗi yêu yêu ấy ạ. Không phải là dỗi đâu mà là hơi hờn một tí thôi. Vì chị Thu đã hay dỗi rồi. Thế mà anh Tùng mà cũng hay dỗi nữa thì sau này có việc gì thì không biết ai làm lành đúng không? Nên là một người hờn và một người dỗi, như thế cho nó cân. Vậy thì em nhìn bằng cảm quan của người thân thì em đánh giá thế nào và em có lời khuyên gì cho anh Tùng? Chị chỉ cần hợp với em thôi thì là kiểu gì cũng hợp với anh Tùng, nên là cho nên là em thấy là chị nào mà kiểu muốn quen lâu ấy thì cũng nên chơi thân với em một tí Hay quá, các cụ nói không sai, giặc bên ngô không bằng bà cô bên chồng. Bây giờ anh thì anh chỉ nói với Ngân là nói với bố mẹ giúp cho anh là yên tâm, hôm nay anh Tùng có thể chưa tìm được một nửa của mình đi chăng nữa thì cũng đã tìm được một người bạn rất là tốt và có nhiều điểm tương đồng với anh Tùng đấy. Bố mẹ em vui lắm, bố mẹ em lúc nào đến cuối năm cũng mong chờ đám cưới hết. Rồi, thế thì hy vọng là cuối năm nay nếu như mà anh Tùng có đám cưới mà lại đặc biệt là với chị Thu thì kiểu gì cũng có mặt anh. Thế cho em nói một tí lời cuối. Được, nói đi em. Anh Tùng ơi, có một cái sợi tóc ở cái chỗ trán anh ấy, anh ấy lên cho nó. Hay quá. Đấy là giá trị của em gái. Đấy là giá trị của em gái.